Quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tổ công tác Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện đoàn xe gồm khoảng 30 xe mô tô phân khối lớn lao lên đường cao tốc. Quá trình kiểm soát phương tiện, một đồng chí cảnh sát giao thông đã bị người điều khiển xe mô tô đâm vào người bị thương. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 26 tháng 8, tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, đội 2 Cục Cảnh sát giao thông gồm 5 đồng chí: Thiếu tá Vũ Thanh Tùng, tổ trưởng; Thiếu tá Phạm Công Chiến; Đại úy Bùi Quang Huy; Đại úy Trần Văn Sang; Trung úy Trịnh Hải Hoàn làm tổ viên, do đồng chí Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hoàn, phó đội trưởng trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại km số 104 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tổ công tác phát hiện một đoàn xe mô tô phân khối lớn, khoảng 30 xe đi nối đuôi nhau trên cao tốc theo hướng Bắc Giang đi Lạng Sơn, có hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngay lập tức, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hoàn và tổ công tác đã báo cáo các cấp lãnh đạo và thực hiện triển khai phương án kiểm soát, ngăn chặn đoàn xe mô tô phân khối lớn. Khi đồng chí Vũ Thanh Tùng ra hiệu lệnh dừng xe, thì xe mô tô mang biển số 29A1-15993 do anh T sinh năm 2000, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã điều khiển đâm thẳng vào người, khiến đồng chí Tùng bị thương. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, tổ công tác đã khống chế đối tượng T, lập biên bản vụ việc, lấy lời khai đối tượng và những người có liên quan, phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang để tiến hành xử lý vụ việc. Kiểm tra ban đầu, đối tượng T không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác đội 2 Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý kiểm soát được 10 phương tiện. Đến 16 giờ cùng ngày, đội 2 Cục Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thuộc công an tỉnh Bắc Ninh đã dừng thêm được 4 phương tiện. Làm việc với cơ quan công an, một số thành viên đoàn xe này khai nhận khoảng 6 giờ cùng ngày, cả đoàn tập trung tại quận Long Biên, xuất phát đi phượt về phía Lạng Sơn. Khi đến trạm thu phí km số 104 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thì xảy ra vụ việc. Quá trình bỏ chạy, một số xe mô tô đã vượt rào qua đoạn xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang để ra khỏi đường cao tốc. Qua kiểm tra, một số người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và có một phương tiện còn không có biển số. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với cơ quan công an các địa phương trên tuyến để truy tìm, yêu cầu những đối tượng còn lại đến cơ quan công an làm việc.